Diễn viên Hàn Quốc Ham Seo-won xác nhận cô đã nói dối về người chồng Trung Quốc Trần Hoa khi tham gia show truyền hình Sex of Wife. Mới đây, báo chí truyền thông đăng tải thông tin cho biết, cựu hoa hậu Ham Seo-won vừa thừa nhận và gửi lời xin lỗi tới khán giả về chuyện bị đặt xuất thân của Trần Hoa, chồng Trung Quốc của cô. Chia sẻ của Ham Seo-won nhận được khá nhiều bình luận từ cư dân mạng. Ham Seo-won viết trên Instagram cá nhân, "Vâng, tất cả sự thật, tôi đã không kể chi tiết tất cả những trải nghiệm cá nhân của mình. Tôi đã sai và sẽ không bào chữa cho bản thân nữa. Vì không muốn tiếp tục có lỗi với chương trình, tôi đã chủ động xin rút khỏi show. Thành thật xin lỗi những khán giả đã và đang theo dõi show Start of Wife." Lên tiếng xin lỗi về vụ việc, nhưng Ham Seo-won không trả lời những đồn đoán về việc vợ chồng cô tan vỡ. Trên Instagram, cô cũng khẳng định đến với chồng bằng tình yêu, không ngại rào cản tuổi tác, quốc tịch. Hiện tại, mong muốn lớn nhất của cô là giữ gìn được hôn nhân. Lúc này, Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997 trở thành tội đồ trong mắt công chúng. Trước đó, cô từng bị đặt rằng Trần Hoa thực chất là thiếu gia giàu có. Anh sở hữu một căn hộ và một biệt thự ở Trung Quốc. Hơn thế, Ham Seo-won còn cho biết Trần Hoa là ông chủ của công ty thời trang có tới hơn 100 nhân viên. Nhưng mới đây, iFriend vừa tiết lộ tin tức cho biết nhà tân hôn ở Trung Quốc của Ham Seo-won và Trần Hoa thực tế là nhà đi thuê. Căn biệt thự ở Cáp Nhĩ Tân cũng là mượn của họ hàng để ghi hình cho chương trình. Trần Hoa không phải thiếu gia mà có xuất thân bình dân. Khi mới tham gia show, Ham Seo-won giới thiệu rằng Trần Hoa 24 tuổi là một doanh nhân Trung Quốc, gia đình sở hữu một doanh nghiệp nông nghiệp lớn ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Trần Hoa đến Hàn Quốc với mong muốn trở thành một ca sĩ trần tượng, kiêm kinh doanh quần áo trực tuyến tại đây. Tuy nhiên, điều tra của nhiều người dùng mạng cho thấy người đàn ông đã nhiều lần thay tên đổi họ. Lần đầu, anh đổi tên là năm 2013 khi xuất hiện đầu tiên trong chương trình thử giọng Trung Quốc Superboy mùa 3 với một nghệ danh. Sau khi không đạt được thành công trong chương trình, anh tiếp tục thay đổi danh tính của mình thành Kim Bum, rồi tiếp tục thử vận may trong một buổi thử giọng khác tại Hàn Quốc với mong muốn thành thực tập sinh. Trần Hoa cũng được cho là trải qua nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ, khiến việc tìm kiếm hồ sơ cá nhân của anh không dễ dàng. Trước đây, nhiều nguồn tin cho hay Trần Hoa đã gặp Ham Seo-won khi anh làm việc tại một quán bar với tư cách là ca sĩ ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Tuy nhiên, Ham Seo-won phủ nhận, nói rằng chồng đến đó để dự sự kiện cùng quản lý, không phải là làm việc tại bar. Không chỉ thân thế của Trần Hoa bị vạch trần, mà Ham Seo-won cũng bị tố nói dối. Theo đó, từng có thông tin Ham Seo-won qua lại với ông trùm bất động sản ở Bắc Kinh và được ông này tặng cho biệt thự 4 tỷ làm phí chia tay. Thực tế, không có nhân vật nào trong giới thương trường Trung Quốc có tên như vậy. Ham Seo-won và Trần Hoa bị tố nói dối quen miệng. Trước những thông tin ồn ào liên quan đến cặp đôi người chơi Ham Seo-won Trần Hoa, ekip Task of Wife đã lên tiếng phản hồi rằng chương trình không có thông tin, chủ yếu dựa trên phỏng vấn khách mời, tài sản và các thông tin cá nhân khác của khách mời là do họ cung cấp. Phía nhà đài không tiện kiểm chứng. Sau khi bị tố giác, nhà đài mới kiểm tra và phát hiện vợ chồng Ham Seo-won dối trá về nhiều phương diện như tài sản, gia thế. Ekip cũng thừa nhận rằng một số phần của các tập đã bị phóng đài để tạo sự quan tâm của khán giả. Trong khi đó, nhiều người đặt câu hỏi tại sao Ham Seo-won lại phải khoe khoang về gia thế chồng trong khi yêu cầu tham gia chương trình không đòi hỏi như vậy.